Đây mẫu á con hoàn tất hết rồi. Con mới thỉnh cái cặp mai chiếu thủy. Đó, mai chiếu thủy. Sống rất là dai ở ngoài nắng. Bông ra nhiều, ra thường. Con thỉnh một cặp thì con để mẫu á con. Một cặp con để mộ à, một chậu con để mộ á con, một chậu con để mộ a má. Còn cái dạng liên tùng thì con đem qua đây cho á con, tại vì bên a má có cây nguyệt quế rồi. Đó, mỏ á con á. Đó con bón phân bón đất hết rồi đó. Rồi bây giờ con qua mộ má con quay mấy cái chậu đất bên a má, mấy chậu cây bên a má nữa.